Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Vì sao Apple chọn Hyundai làm đối tác iCar? Apple và Hyundai Motor được cho là đang hợp tác làm xe điện. Vì sao Apple lại lựa chọn nhà sản xuất xe nổi tiếng của Hàn Quốc cho dự án này? Đây không phải lần đầu tiên Apple bị bắt gặp liên quan tới dự án xe hơi. Năm 2014, một số lãnh đạo cấp cao Apple đã tham quan nhà máy BMW để kiểm tra quy trình sản xuất xe điện, song quan hệ không đi tới đâu. Từ đó đã có một số suy đoán về Project Titan, dự án tối mật của Apple về xe hơi. Phải mất vài năm nữa để hiện thực hóa bất kỳ mẫu iCar nào. Tuy nhiên, hiện tại là thời điểm tốt để Apple tăng tốc. Dịch bệnh kéo doanh số toàn cầu đi xuống, đúng vào lúc các nhà sản xuất xe hơi bắt đầu nghiêm túc, đối mặt với thách thức lớn trong việc loại bỏ động cơ đốt trong để đối phó với biến đổi khí hậu. Nhu cầu phát triển xe điện dẫn tới làn sóng hợp tác mới trong ngành do các công ty liên minh với nhau để giảm chi phí. Do đó, các hãng xe vốn không mặn mà với việc giúp người mới trên chân vào thị trường này đột nhiên cởi mở hơn. Hyundai nằm trong số các doanh nghiệp cởi mở nhất, kể cả đối tác trong hay ngoài ngành. Công ty Hàn Quốc đang hợp tác với Baidu Trung Quốc và Nvidia Mỹ trên công nghệ xe tự lái, với Rimac Croatia về xe điện, với Grab và Ola về dịch vụ xe hơi. Đây có thể là điểm hấp dẫn của Hyundai trong mắt Apple. Nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc còn là trụ cột trong tập đoàn đa ngành đa nghề, sản xuất mọi thứ từ thép đến thang máy. Theo chuyên gia ô tô kiêm giáo sư Đại học Kinh doanh Birmingham David Bailey, nằm trong mạng lưới công nghiệp khổng lồ nhiều cũng là một điểm cộng cho Hyundai. Hyundai đã có những bước tiến đáng kể trong xe thế hệ mới. Tháng 12 năm 2020, công ty ra mắt nền tảng sản xuất mang tên eGMP, cho phép họ bán những chiếc xe điện đi gần 500 km một lần sạc và có thể sạc 80% trong 18 phút. Tương tự những chiếc xe điện khác đang bán trên thị trường ngày nay, nó cũng có thể sử dụng làm nền tảng cho các xe sedan và SUV khác của hãng. Peter Well, giáo sư trường kinh doanh Cardiff, giám đốc trung tâm nghiên cứu ngành xe hơi, nhận xét Hyundai đã trải qua mọi việc khó và sản xuất được những chiếc xe tốt, chất lượng, đáng tin cậy, giá cạnh tranh. Quan hệ với Apple sẽ là màn ghép cặp thú vị, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp bốn bánh. Một lý do khác khiến Hyundai là lựa chọn hợp lý. Công ty là người chơi giàu kinh nghiệm tại châu Á, nơi được dự đoán là trung tâm của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong vài thập kỷ tới. Địa bàn sản xuất của hãng cũng gần với Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, là đầu tàu của nhu cầu xe điện, phần lớn chuỗi cung ứng Apple đặt tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư đã đánh hơi thế lợi ích tiềm tàng vào cuối tuần trước, khiến cổ phiếu Hyundai tăng gần 20% tại Seoul. Đây là thành tích tốt nhất của công ty trong ít nhất 20 năm trở lại đây. Trong một nghiên cứu, nhà phân tích Daniel Ives của hãng chứng khoán Galapagos nhận xét xe điện có thể trở thành cơ hội nghìn tỷ đô trong thập kỷ tới và là bước đi chiến lược thông minh đối với Apple. Tuy nhiên, sản xuất xe quy mô lớn đặc biệt khó và hợp tác là lộ trình khả thi nhất để ra mắt iCar. Theo ông Ives, dựa trên các cuộc đối thoại với nhà đầu tư vài tuần qua, họ muốn thấy Apple hợp tác hơn là tự mình xây dựng nhà máy xe riêng. Nếu bắt tay với một người chơi tên tuổi như Tesla, Volkswagen, đây sẽ là quan hệ vàng. Apple cũng có thể lựa chọn nhiều đối tác. Theo giáo sư Wells, Honda luôn cởi mở và linh hoạt hơn nhiều hãng xe Nhật Bản khác. Công ty cũng bán được hàng triệu xe tại Mỹ mỗi năm. Ông dự đoán Apple sẽ hợp tác với ai đó như Honda, xét theo vị thế của họ trên thị trường. Trong khi đó, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới Volkswagen là một lựa chọn hợp lý khác. Công ty Đức đã mở cửa nền tảng xe điện MEB cho các hãng xe khác. Họ cũng ký thỏa thuận với Ford để phát triển xe điện và xe tự lái. Dù vậy, khả năng Apple liên minh với Tesla, nhà sản xuất xe điện hàng đầu hiện nay, không được đánh giá cao. Tháng trước, CEO Tesla Elon Musk tiết lộ từng cố bán mình cho Apple, song CEO Tim Cook thậm chí còn từ chối gặp mặt. Triển vọng được Apple bơm tiền vô cùng hấp dẫn với các nhà sản xuất xe hơi do họ muốn tăng doanh số và vực dậy từ Covid-19. Tuy nhiên, sản xuất một chiếc xe mang thương hiệu của người khác thường như là kịch bản khá xa với nhiều bên, đặc biệt là các hãng được định vị cao cấp. Theo ông Wells, ai xung phong trở thành đối tác sản xuất xe đầu tiên cho một công ty như Apple là câu hỏi thú vị. Theo cafebiết.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều trục qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.